Bên em bán cây nó bonsai bên thì đến hẹn lên này mình có chuyển chậu cái cây hải châu, hàng lớn như quý này chứ hàng bé đâu, nhưng mà anh em biết đất của nó rất là nhiều, có nghĩa là bình thường thì mình trồng từ đất với xơ dừa, bây giờ bắt đầu mình chuyển qua đất Nhật này quý anh em. Thì hôm nay chia sẻ với anh em kỹ thuật chuyển với lại mình làm sao để cho cây nó hợp lý hiệu quả quý anh em. Thì bây giờ hôm nay mình rửa hết rồi cho bây giờ mình vừa rửa vừa làm video thì nước nó quăng tung tế ảnh hưởng máy móc anh em ha, thì anh em thông cảm. Thì đây anh em coi cái đế, xài đế này là đế bọt Indo, cái size mình đang dùng là size từ 3 đến 60 mm cho quý anh em. Và đất Nhật thì mình dùng size trung luôn quý anh em, size trung anh em ha. Đó, thì đất Nhật loại cứng hàng là một quý anh em. Rồi, bên đây chia sẻ với anh em nè. Thì cái đây là cái cây hải châu mà mình rửa đất nó hết rồi. Anh thấy chưa, kể kể những lúc trước mình bón những cái viên phân này thì nó còn những viên phân này, nhưng mà viên phân này đã tiêu hết rồi, nên là mình dùng phân tan chậm nha quý anh em, chứ không có dùng phân nhanh. Thì để chia sẻ với anh em mình rửa nè anh em ha, coi nè, thấy chưa, có nghĩa là hầu như á là cái cây này á là mình đã rửa sạch sạch rồi, có nghĩa là cái tỷ lệ đất mà bám dính vào nó là hầu như là mình đã rửa trôi hết gần 80% quý anh em, chỉ còn là rễ nó thôi nè. Thì chia sẻ với những cái để anh em mình tránh những cái sai lầm với anh, cũng như rừng một cốt đẹp nha quý anh, hàng siêu rí. Thì đây để siêu rí nè. Thì anh em nghĩa là khi mà anh em mình rửa rễ cái cây này thì có một cái những cái điều mà anh em mình nên né, có nghĩa là anh em thấy rễ này nó sẽ chạy xung quanh này, toàn là rễ non không, những cái rễ non này thì nó sẽ lấy được chất dinh dưỡng rất là cao, anh em vô tình anh em bấm tỉa đi á, thì lúc này là nó sẽ dẫn đến cái cây của mình nó mất lực và nó bỏ tay chi phần trên nha quý anh em, thì rất là nguy hiểm nha. Đó là cái đầu tiên mà anh em nên né. Cái thứ hai nữa, anh em nhìn dưới rễ dưới đây nè, dưới đấy nè, nếu mà nó có những cái rễ chết rễ về thì mình tỉa, còn không có thì thôi, chứ cũng không hạn chế nhất thiết anh em phải tỉa rễ nha quý anh em. Đó rồi, thì ví dụ như cái rễ nào nó hư nó chết rồi thì nó sẽ có cái tái sinh cái rễ mới, thì cái rễ chết đó nó cũng có thể nó sẽ giống như kiểu như là nó sẽ mục để làm phân cho cây cũng được, cũng chả cái sai cả quý anh em. Nên là anh em mình cũng đừng có nhắc, đừng nghĩ là cái rễ nó chết thì mình phải cắt, nhưng quý anh em đôi lúc anh em cắt thì cắt nhiều quá thì cái cây nó bị suy. Đấy rồi, bây giờ mình vô đất, mình vô cái đất Nhật đây nè, cái đế nè quý anh em, đây cái đế bumix nè quý anh em, bumix Indo ha. Thì cái đế này á là mình sẽ lấy cái đế này mình sẽ lót cỡ khoảng 2 mắt tay của mình ở trong cái chậu này nha. Rồi sau đó là đế không, để mục đích của mình là mình sử dụng đế không nè anh em ha. Khi mình để cái chậu gì thì cái sự thoát hơi nước của nó không có nha quý anh em. Có nghĩa là nó kiểu là nó thoát nước không nhanh anh em ha. Thì bây giờ mình có thể khoan thêm những cái lỗ khoan khác anh em ha. Hoặc là mình dùng những cái vỉ lỗ lớn này để cho nó thoát nước cho nhanh nha anh em. Rồi phải lót cái lớp đế ở dưới. Rồi bị xong, khi mình lót nó đá xong á thì mình trộn cái đất Nhật này vô cái đế này, cái đế bumix này, thì cái tỷ lệ trộn của mình nếu mà mình dùng mà tiêu chuẩn tốt nhất á thì 60% là đá và 40% là đất nha quý anh em. Còn nếu đó đối với những cây thành phẩm anh hiểu không, còn đối với những cây nuôi á, nghĩa nuôi trồng, ví dụ như những cây phôi, những cây giống, những cây nuôi trồng thì chúng ta nên dùng là tỷ lệ đất hầu như là 70-80%, ví dụ vậy, để cho nó lấy dinh dưỡng cho nhanh. À, nhưng mà những cây đó là sau này là cứ cách khoảng 1.5 năm đó, bắt đầu là 1 năm đó mà mình phải rửa ra, mình lại chuyển chậu, mình lại thay cái lớp đất mới đấy. Chứ bởi vì mình khi mình vô làm dụng, một số anh em làm dụng cái đất Nhật này nhiều quá nè, thì dẫn đến là cây của chúng mình nó bị ứ thúi và nó không có phát triển được quý anh em, anh em lưu ý nha. Rồi, và một cái đặc điểm của cái cây mà khi chúng ta sang chiết cái cây cụm rừng, thì cụm rừng thì nó có thể nó mọc nhiều cái cây, nó nhiều cụm, nó không phải là cụm một cốt, nên nó là cùng một cốt, nhưng mà ví dụ như cái ưu tiên của nó là phải đầy đủ nắng để nó chiếu cành xung quanh. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải vô, chúng ta không có nên bấm rễ phá nó nhiều, thì nếu mà chúng ta làm điều đó thì nó dễ bị suy và nó sẽ bỏ một phần nào đó về nhánh. Mình đã bị rồi nha quý anh em, ví dụ như nó xui nó bỏ nhánh này là coi như xong nha quý anh em. Đó, nên là anh em mình là khi sang chiết cây cụm rừng thì chúng ta phải nên cẩn thận một số cái đặc điểm như vậy. Sang chiết cây hải châu thì chúng ta nên hiểu số vấn đề như đó. Vì khi sang chiết xong rồi chúng ta nên để trong bếp tầm cỡ khoảng 3 đến 5 hôm hoặc là 1 tuần lễ, sau đó chúng ta mới đem ra nắng. Đó, thì cái đó những cái chia sẻ của mình. Và nước tưới chúng ta tưới ngày 3 lần như quý anh em. Rồi, anh em nhu cầu giao lưu mua bán tư vấn liên hệ về Bonsai VN và số điện thoại Zalo 093 241 1987 như quý anh em. Cảm ơn quý anh em rất nhiều nha.